mặt quỷ tả quắp của công mẫu kìa. À, mình kìa. Bướng, vẫn bướng à? Mày bảo ai bướng? Cần chưa? Này, em sâu chân. Này, không cần đấm nữa. Chị nào? À, chị nào? À, cái dây này nhá. Đường. Chắc chắn chưa? Quay tay. Chúng mày theo chó đi. Ừ. Theo chó. Anh không bỏ đâu. Thế này. Chắc chắn chưa? Đi theo nó. Chắc chắn chưa? Tao chắc. Lên. Đúng như kiểu vậy. Ôi, sao mày không dội từ trên đầu xuống mày? Ít quá mày. Đây đây còn ít. Tôi Ngọc Giang Mô chào mọi người nhá. Có bảo chào mọi người. Chào mọi người. Chào tất cả mọi người ạ. Đấy, đại ca với thằng lùi chào mọi người. Đấy ok anh em ạ. À, thì anh em xem clip hôm qua thì biết rồi đấy. Thì thật ra là anh em nhìn thấy cái tình hình ấy, thằng còi này thì nó chỉ cậy bằng công tiến thôi. Hôm qua mày làm sao mày lại giúp thằng còi? Tao hỏi mày cái nhá, từ bây giờ anh dặn mày nhá, không tao đuổi mày ra khỏi tem đấy, rồi đuổi chốt quyền làm việc của mày đấy. Bây giờ nhá, những cái việc của thằng lùn này nó phục tùng ai và nó muốn ai nên làm đại ca là việc riêng của chúng nó. Anh em mình cao to này lại bây giờ theo này, phải đi bắt nạt chúng nó. Cái chuyện này mình cũng không tham gia anh em ạ. Nhưng mà nói thẳng là mình cũng muốn là bốn thằng lùn em của tôi còn lại là phải lật được thằng còi bằng được thôi. Thế là hôm qua là cậy là có thằng Tiến này, thằng còi anh em biết đấy, nó lên nó dồn ba thằng này chạy nhông xích lên này anh em ạ. Như anh ạ. Mấy thằng này lên thấy lên phát chạy vất cả dép đi mấy thằng. Chả chạy. Có mày một mình mày cân ba bốn thằng như ai làm được gì. Lúc bỏ đại ca lại bơ vơ một mình. Thì anh em ạ thì vẫn là cái cuộc chiến để tranh chức đại ca. Anh em ạ, của 5 thằng lùn thì 4 thằng em lùn con tôi đây là thích chung nên làm đại ca rồi. Nhưng thằng còi nó không chấp nhận. Nên hôm nay lại phải huyết chiến một trận nữa anh em nhé. Thì huyết chiến như thế nào. Và hôm nay là sẽ song phẳng chỉ những chú lùn solo với nhau. Thì anh em sẽ xem kết quả và trận đấu này như nào nhé. Còn thằng còi thì vẫn đang ngoài, nó đang nhờ Tiến đấy anh em ạ. Nhưng mà hôm nay thì nó toang rồi anh em ạ. Ok mọi người. À, đại ca để móng tay dài phết nhỉ? Mấy luôn. Chính tỏ đại ca khác nhỉ? Hôm nay tóc banh tổ hết nhỉ? Ờ, chất. Qua xịt thì gôm ấy. Chất. À, đây, qua đây, 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 bảo. Ra đại ca biểu. Đây, vẫn chưa xả vẫn đại ca. Này, đây sự gì? Này. Chưa giờ biết sao. Chưa bao giờ sợ nhá. Đây, là anh nhỉ? Đây à? Quay nhỉ? Thuốc quay nhỉ? Này, riêng quài ta to nhá. Này, quái nó to mà gặp công mẫu ấy, bỏ tắt điện. Nhìn cái mặt bích động bi vương bị không được. Hôm qua thảo chạy như con chó. Này, hôm qua là quái Tiến thôi, anh Tiến đi sau thôi, anh Tiến quay nhá. Công mẫu cho tắt điện nốt. Đây đại tao, đây đây đây. Hôm nay em cho em dập luôn, không còn bóng sáng nào luôn. Quái nhỉ. Đi lên để cho đại ca lên tiếng. Ờ, đại ca lên tiếng này. Hôm qua. Ờ, hôm qua sao? Đại ca lên tiếng này. Hôm qua là em đang có bụng thôi. À, đi vệ sinh buồn đi vệ sinh này. Thôi nhá. À. Đi vệ sinh hôm thôi. Hôm nay riêng mình ông ấy đủ tuổi. À. Cá. Lại có ông qua. Ông ngoài nhỉ? Này, mấy người bảo ông ngoài lắm ông ơi. Chết bạc bù thù này cũng trả. Không phải là thằng Trung luôn nhá. Này. Biết đất này đất ai không? Nguyên đi. Để có mổ đấy. Quầy ta to này, mặt bích động bình vương với cái đầu rồng kia làm sao ăn được mặt quỷ trả quắp của công mẫu kìa. À, mình kìa, bướng, vẫn bướng à? Mày bảo ai bướng? Cần chưa? Này, em sâu chân. Này, không cần đấm nữa. Chị nào? À, anh chị nào? À, chị gì? Chị gì? À, anh thả ra để nói cho em. Sao? Đấm đi, đấm đi. Đấm đi. Ngoài này. Đá anh vào. Ngoài này. Chưa chưa? Đâu? Cái ngoài đâu? Tiến ơi! Anh chưa? Tao quản tao đây! Công nghệ đố có tiếng cứu được. Có cái thằng đệ mà. Động một tí nó chạy để nhân nhân đấy. Ông ba! Ông ba thằng này bắt lại đại ca phải không? Qua túng cổ nó vã đại ca mấy cái. Đại ca vã nó bắt. Nói rồi.
Này, bố mình nhịn phải lâu lắm rồi đấy nhé. Bây giờ ông có nhường chức đại ca không? Không, không, để em nói. Em nói. Bây giờ anh có nhường chức đại ca của anh cho đại ca Trung này không? Tao không được nhường. Vẫn bằng luôn à? Đại luật vẫn bướng à? Này, anh thích bướng không? Đây, thả, 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 thả để nói chuyện. Thế bây giờ là... Không, để giữ cho đại ca. Cái gì? Quậy à? Bật đây. Đứng im để đại ca nói. Còn được quan hồng, cứ thế mà cựa là nào. Tám giờ có nói chuyện không? Thế anh có không phục chưa? Lỗi mẹ mày đi anh! Anh không phục chưa? Tao mà ra được nhá. Vã được anh ra chưa? Không có thêm một thằng khác. Tin! Đúng rồi! Tin! Tao ra tao! Này, anh ra! Này, chờ, để nói chuyện. Anh không phục chưa? Thế bây giờ có phục không? Này, tao không phục. Có như ông chưa? Hôm qua đứa nào bảo là có thằng đệ như cứt. Mà thế đây thằng đệ mày đâu? Hả? Tao mà ra được. Không đệ Công Tiến đâu? Đâu anh Tiến đâu? 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 Đâu Công Tiến đâu? Đâu Công Tiến đâu? Công Tiến này gặp mấy thằng lùn chạy đâu với em. Đại ca này, đại ca chỉ đại ca một mình thôi nhá. Đại hôm qua á, mày bắt tóc quỳ này. Nộp hết tiền luôn. Thế nào? Quay à? Quần treo lên cây giờ đấy. Thế đại ca muốn xử lý không? Để đại ca muốn trói vào xử lý, trói vào cây. À chói vào cây à? Đấy bác sĩ bảo. Chói vào cây. Lợn này, lợn như này. Phải chói chân cho. Chói cả tay vào. Náo à? Đấy, đùa mẹ. Đấy, quẩy ta to à? Tin à? Xăm với chẳng chủ à? Bây giờ mình quấn chặt chân là hay vô, nhưng mà giữ được. Chạy đi à? Không. Ra bằng mắt. Chói mạnh không được. Chói tay vào, chói tay vào. Anh ạ, mày có quần mới à? Quần mới à? Quần mới à? Ai à? Quần này quần mới cái gì? Quần này tí nữa cho đại ca mặc nghe chưa? Thì có nhường chưa? Tí nữa cởi cả cái dây ra nhá. Nhường. Chắc chắn chưa? Cởi tay, cởi tay. Chúng mày theo chó đi. Theo chó. Anh không bỏ đâu. Thế này. Đấy mày ra đi. Quấn cái móng nữa cho chặt chặt đi. Đấy anh ơi. Anh đấy. Đấy cái tội mà anh không phục ấy. Anh không nhường ấy. Ui. Toàn nhá. Thế qua trấn tiền cho tao đâu? Buồn. Thế anh có nhường chức đại ca không? Kìa. Tao không. Đại ca. Hôm qua lấy tiền đại ca lấy được cái vòng vàng. Ôi nhé. Cởi ra. Vòng này của đại ca mà. Vòng nào? Vớ bẩn, vớ bẩn. Vòng của tao ấy. Tao đâu? Đây, tao ra được cái mày chết tao. Ra đi. Này, bố chó này. Ra đi. À, nhập à, đây đeo này thôi, đeo lại ca đeo cái kia mới hợp lý. Bà vòng của tao mười mấy 20 triệu ấy. Thôi cái này cũng mười mấy 20 nghìn đấy. Bạc trắng đấy. Được chưa? Anh có phục chưa? Tao thấy bây giờ mày có phục không? Nhường chưa? Có nhường không? Mày, tao mà già được chúng mày đừng có trách tao. Tao già luôn đi. Nhưng mà em hỏi anh có nhường không? Không. Anh vẫn không à? Bùa tao à? À đúng rồi. Anh bảo vào cái chạy chạy em vào đi. Đái vào đi. Đái vào đi. Nhanh. Để. Chú đái đi. Đái nhiều rồi. Ui. Này, tôi được xem đấy. Này này không ra đây kìa. Sướng quá. À, được chưa, được chưa? Khải thế. Tay giờ đấy. Khải thế. Khải, đại ca, anh bọn em trả thù cho. Cứ để đấy. Thế mấy anh có không một công. Chưa chưa? Cái gì? Anh có nhường chức đại ca. Ơ đừng. Ôi đây anh nhường chức đại ca của anh cho đại ca kia không? Là mày phục không? Đại ca Trung không? Có anh không? Của chết tao không nhường nhá. Chắc chắn chưa? Đi theo nó. Chắc chắn chưa? Tao chắc. Lên. Đúng cái kiểu vậy. Ôi. Sao mày không dội dưới tên đầu xuống mày? Ít mẹ mày. Đây đây còn ít này. Úm lên rồi. Khai thế. Lên. Có nhường không? Không. Người cho tắc tỏ luôn. Có nhường không? Không. Khai chưa? Nỉ nhỉ? Nỉ nhỉ? Cái thế có trói đến đêm. Có mà gì nhất này quần này. Nó là khai mù nhỉ? Trong này có ngại không khí. Anh em mình rồi. Bà tao ra. Mẹ đúng anh. Thôi quá ơi. Anh nhường chứ đại ca của anh cho anh đại ca Trung kia thì em thả. Thả ra. Mẹ đúng anh. Nỉ anh nhường không? Bướng à? Anh nhường không? Mới bắt tao thả thì phải nhường. Về. Cho đại ca mày đây. Cho đây. À, về đại ca mày. Cho ở đây tối rồi. Anh mà không nhường em nhốt anh đến đêm. Thả tao ra. Đi đại ca.
Yeah.